Rồi chúng ta làm câu 4 chấm 1. Câu này trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Quảng Nam 2023-2024, đề như sau. Trong thời gian qua, trên cả nước liên tục xảy ra nhiều trường hợp ngộ độc do sử dụng thực phẩm nhiễm botulinum, cá chép bủ chua, pate chay chả lụa. Là một protein cho vi khuẩn tạo ra, một trong những chất độc gây chết người. Gây chết chứ không phải chắc em nha. Gây chết người mạnh nhất từng được biết đến. Có công thức là, đây là chết này chứ không phải chắc này. Điều cơ chúng ta là hãy tính biết phần trăm của carbon, nitơ, oxy lưu huỳnh trong thằng này. Lần lượt là, điều cơ chúng ta là tìm công thức phân tử của. Bây giờ bài này chúng ta làm được không? Bài này dễ mà. Người ta cho chúng ta là gì rồi? Theo thứ tự nha. C. C có. H. H không có em ạ. N. N có này. O có. S có. Đầu tiên em đi tính cho thầy phần trăm hydro đi bằng bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? Đúng không các bạn ơi? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ mình làm như thế nào để tìm ra đáp số? Em lập ra biểu thức như bình thường, xong cái em lấy số 10447, em nhân cho cái hệ số em lập, cái chia cho 7004 rồi. Em nói thôi, ý của em trình bày thế nào ngắn gọn này mới khó chứ. Chúng ta dùng gì ạ? M lớn tương ứng với phần trăm đúng không? Trong này mình có mấy tỷ mấy? 1, 2, 3, 4, 5. Thì chúng ta có 5. M lớn sẽ là 12x hydro thay thế cuối cùng. M lớn nitơ là 14y. Oxy là 16Z, lưu huỳnh là 32T, đúng không ạ? Của hydro là 10447, chia cho gì? Chia cho 7,004. Phần trăm C tương ứng là 54,38. Không biết tôi làm thế này các bạn có hiểu không ạ? 16,36, 21,562, 0,687, gì? Đợi tí đi, bà đang dậy, tí nữa. Từ đây bạn tính cho thầy này, tính cho thầy nếu mà khó quá chúng ta để xấp xỉ đi, 4,14 này. 91,57 6 thì 58. Tại đây em tặng bạn sẽ cho thầy x bằng bao nhiêu. Thì các cách này là tối ưu rồi. Cái này mình dạy các bạn rồi mà. X bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu, z bằng bao nhiêu và t bằng bao nhiêu. Bấm đi em ơi. Các bạn có hiểu thầy nói gì không ạ? Đây vì đang hưởng lại bằng nhỏ rồi. Hoàn toàn bằng nhau à? À, các bạn nào giải thích được không ạ? Bạn nào giải thích cho bạn Nhiên giúp thầy là tại sao nó bằng nhau ạ? Bạn nào giải thích được không bạn Đăng ơi? Dạ sao rồi? Bạn hỏi là tại sao tỷ số này bằng nhau? Thì 12x chiếm
chia cho M chiếm 54,37387% thì đổi chỗ còn 54387 với M thì mấy cái tỷ số y chang. Em không hiểu rồi nha. Phần trăm C phải bằng 12x chia tổng không? Đúng không? Chia tổng nha, ta ghi là M chấm x đây ha. Nhân 100 này. Rồi phần trăm hydro là bằng y đúng không em? Chia bao nhiêu? Chia M x nhân 100 đúng không ạ? Như vậy thầy lập tỷ số thì ra chưa? Phần trăm C chia phần trăm H phải bằng thằng này chia thằng này không? Bằng 12x chia cho y đúng không em? Từ đây mình sẽ ra là gì? Phần trăm 12C 12x này chia cho phần trăm C này bằng y chia phần trăm H. Được chưa bạn ơi? Giải thích rõ ràng chưa? Ở đây thì theo thầy các bạn nên để nó bốn con số đi, bởi vì đề nó cho chúng ta dưới này là ba bốn con số lận để kết quả chúng ta không bị sai số quá lớn, hiểu không? Chơi vậy luôn đi cho nó chắc. Chúng ta nhân cho 54,387 chúng ta chia cho 12, các bạn tính cho thầy bao nhiêu? Kết quả bằng bao nhiêu bạn ơi? X bằng 6760. Ê. Y bằng 1743. Z bằng 2010. Còn T bằng 32. Cái gì con? Chắc rồi. Ok, có ai kiến gì về câu hỏi này không ạ? Bạn nào giải thích cho thầy tại sao nó có chỉ số thằng này lớn như vậy? Cái chỉ số CHO này lớn như vậy. Dương, tại sao có chỉ số này lớn như vậy em? Không biết. Bạn nào giải thích được cho thầy nào? Khang. Em không biết. Không biết. Bạn nào à? Dễ lắm, cực kỳ dễ luôn. Đang giờ tới đường đang Bây giờ nó có công thức phức tạp nên là nhiều. để chúng ta định nghĩa nó là protein đúng không em? Protein là gì? Protein là hợp chất có khối lượng phân tử rất lớn đúng không em, và có cấu trúc phức tạp do nhiều amino acid tạo nên. Trong phân tử nó có bốn nguyên tố chính là CHON, ngoài ra còn có một số nguyên tố khác như là Fe, lưu huỳnh và phốt pho, các bạn hiểu chưa? Thằng protein chúng ta cũng là một loại polymer, nó là thuộc loại polymer tự nhiên, hiểu chưa nào? Ngoài protein thì mình còn có tinh bột và cellulose nữa. Tơ tằm chúng ta cũng là protein em nha. Tinh bột như là gì? Ngô khoai sắn này, gạo này. Còn gì của người ta? Còn cellulose chúng ta như là tre, nứa, bông, đay, gai, gỗ, vân vân, hiểu chưa? Các bạn hiểu vấn đề chưa nào? Vậy thôi.